coffee, quán cà phê vitamin C đây. Vô là thấy cái bảng này là thấy là ok rồi đó. Đây khung cảnh của biển Cần Thơ. Có hàng dừa, rồi có bãi cát, có ghế để ngồi nhìn ra biển. Bữa nay trời rất là đẹp. Nhìn ra biển nè, biển sóng đánh rất là nhiều. Ở đây mình có thể nhìn ngó qua được cái cầu Cần Thơ. Đó. Và mọi người đang tắm biển. Đó. Rất là đã. Đây, ở đây cho em tắm biển đây nè. Áo phao rất là vui.